Hello, welcome back to another survival game. Okay, 2, 3, 4. Cho vào đây. Tiếp tục đi. Trò này bây giờ rất là bắt cái núi mạng này chơi mới mệt chứ. Sao phải đi cái đấy? Oh, win rồi. Rồi, sang phần tiếp theo. Đập cái này dễ mà. Ok, chúng ta đi sang một cái phần là phần nhảy nhảy này, nhảy theo cái ký hiệu này. Tròn, vuông, tròn, vuông. Oh yeah. Quay về cái màn là đếm à. Ui, bên game này bên lắm quảng cáo khó chịu thật. Người dây nữa kìa. Và chơi Squid Crab. Green light. Red light. Game này phải ổn hơn game này đấy. Mình thấy đúng. Đầu tư ấy. Thank you.
trời ơi. Trời, một viên là được rồi. Một viên là rồi mà sao như này? À, nó yêu cầu hai viên. Xong rồi đấy. Ta chơi comic 456 speed. Cái này chơi thế nào đây? Đâu chả thấy squid đâu. Xóa đi biết này. Ôi xóa, xóa xong rồi. Bây giờ mình đến cái chỗ giống game speed nha. Thế nào vậy? Đang. Đây, chúng ta sẽ cùng với nhân vật này. Nhân vật này là người xương à. Người xương à. Thank you.
fatality. Thua. Player one, choose. Pen. Ta vừa mở khóa được cái cô nàng này xong. Ui ui, nhìn người hay đấy. Chiêu của ta là cái gì đấy? Ờ, ném mèo. Chuẩn quá. Finisher. Trời ơi. KO. Chúng ta đi chơi Skies. À, là vừa cài lại game này để chơi thử này. I need to stay strong in order to crush those little pests. Still as handsome as ever. I thought I lit this already. Chóng mặt thế. Sang mặt khác.
Xe ra xe, xe tông. Thiếu cái chìa khóa. Yeah.